Hello cả nhà, thì shop thời trang Hoa Baby sẽ mở cửa bán lại trực tiếp vào ngày 9 tháng 1 2022, sau một thời gian bán online do dịch ha. Thì vào dịp Tết này, quý khách hàng có thể ghé để mua sắm những cái mặt hàng quần áo cho em, từ size nhí, size đại đến big size, có cả size cho người lớn nha. Thì địa chỉ của shop là tại số 35 DX028 Phú Mỹ, khu công nghiệp Bình Dương. Shop sẽ mở cửa từ 8 cho đến 21 giờ hàng ngày. Thì đây là địa chỉ của shop 35 DX028 khu 2, phường Phú Mỹ, khu công nghiệp Bình Dương ha. Shop phải trang trẻ em Hoa Baby. Và liên hệ qua số điện thoại 0902 667448, tại Zalo hoặc Facebook để xem trước những mặt hàng về quần áo cho em có tại shop. Thì đây là Zalo của shop đây, tên là Cẩm Vân ha, với hotline 0902 667448 để xem trước những mặt hàng có tại shop. Có thể đặt trước rồi sau đó ghé đến shop soạn sẵn và chỉ lấy thanh toán ha. Còn đây là Facebook, Facebook thì có thể kèm qua số điện thoại luôn, hoặc là cẩmvân.nguyenngoc.1 để kèm ra Facebook. Cũng tên là Cẩm Vân. Ở đây thì bán mã trực tiếp ha. Thì đây là những mặt hàng của shop. Còn fanpage thì là shop Hoa Baby, có chia sẻ sẵn ở trên Facebook luôn. Thì ở mỗi mặt hàng đều có giá và giới hạn về cân nặng. Mình cứ chọn cái hình lưu lại hoặc chụp màn hình gửi qua shop, rồi sau đó mình gửi thông tin về chiều cao cân nặng của bé phù hợp với cái mẫu, hoặc shop sẽ soạn sẵn theo size ha, sẽ tư vấn về size cho khách hàng. Ở đây thì cần mẫu đều có giới hạn về cân nặng và có giá sẵn luôn ha, giá công khai nha. Rồi cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm ha.